Hello Hoàng, xin chào cả nhà nha. Mấy bữa nay cái phone của Hoàng nó bị đầy dung lượng quá mọi người, không có đủ dung lượng để quay những video dài cho mọi người xem, nên đây thì hôm nay cái này bộ này Hoàng mới đắp xong nha, thì Hoàng sẽ dũa vô móng này, móng square nha mọi người. Đây, theo Hoàng á là nói chung là làm cái gì cũng phải tốc độ nha cả nhà, làm nhanh, làm nhanh, không có giống như là lòng vòng mọi người. Làm là vô là một bộ tay là khoảng 15 tới 20 phút là xong nha cả nhà, không có lòng vòng. Nói giá cả ok, màu ok hết này nọ, là chỉ cần đắp bột và dũa tắt nhanh thôi nha. Đó, cái máy này của Hoàng thì chạy rất là đã luôn mọi người, chạy khu một màu thì xài cái máy này giống như mình đè xuống nó ăn bột dữ lắm mọi người, thấy không? Hoàng dũa bột mà nó bay rất là mạnh luôn, ấn vô không sợ bị đứt tay khách luôn. Nhưng mà những cái khu ba màu thì chạy cái máy này thì khách hơi sợ chút xíu vì nó hơi ồn cả nhà, nhưng mà khu của Hoàng thì làm mấy cái này thì ok hơn, giống như là chạy bào treo này nọ đó. Ở trên Hoàng đắp mỏng á mọi người, thì đây Hoàng dũa rất là dễ luôn nha, dũa chỉ trên cuticle thôi nha mọi người, chạy mà cỡ khoảng 3 vòng thôi là nó tròn cuticle liền đó, rất là đơn giản luôn nha mọi người. Bóp ra, lấy cái ngón cái mình bóp ra cái là bên đó nó lòi bột ra, là mình dũa cho nó lẹ. Đó, bo ôm sát luôn, Hoàng đắp là rất là sát cuticle luôn mọi người. Nhưng mà sát chứ nó không có over nha mọi người, chỉ là sát thôi. Rồi xong lúc mà mình là xong mình lấy nước á, mình đập đập ngay cái đầu sát kêu cổ á, là nó tự nhiên nó nằm ôm sát luôn mọi người, là mình bào ngay đó giống như là mình bào cho có lệ thôi. Đây, nếu mà tay của khách dính bột á là Hoàng lấy cái máy Hoàng đi một đường ở trên trên ngón tay của khách luôn, cho bột nó ra luôn mọi người. Đó, tốc hành chưa, lật cái tay qua bên đây đi nữa thôi là mình sẽ vũ xếp lại nha. Cái móng tay này của người khách cũng rất là to mọi người, nên Hoàng dũa cho nó ôm vô skinny là nhìn đẹp nha. Đó, thấy không? Mọi người thấy hai cái tay của Hoàng mu cái ngón tay không? Đó, qua lại cho nó ôm tròn luôn. Không cần dũa ở trên luôn nha mọi người, là mình lấy cái dũa mình ôm cho nó bo luôn. Dũa narrow nha, đừng có cho nó square quá thì không có đẹp. Nhưng mà có nhiều người khách họ lại không muốn narrow mọi người, họ lại muốn giống như nó to, thì mình làm to thì mình dũa ít lại vậy thôi, đỡ mệt cho mình đó. Mọi người thấy cái người khách mặc cái áo 3-4 màu không, là cái ngón tay cái nail của người khách cũng y chang luôn, khu Hoàng thì vậy thôi mọi người. Rất khách rất là thích màu mè luôn. Nói chung á là đắp bột phải dày chuẩn nè, giống như cho nó lâu gãy là ok nha, không cần cũng quá perfect mọi người, chỉ cần mình biết những cái cơ bản đó là ok. Đó, buffer thì Hoàng bóp sơ sơ thôi, rồi Hoàng sơn top lên, là bộ này lấy khoảng 65 đô, rất là easy luôn nha mọi người, làm trong khoảng chắc 20 phút là xong. Đó, rồi qua bên tay này, vừa xong cái tay bên đây là chụp qua cái tay kia mình vũa liền nha mọi người, không có chần chờ gì hết. Cách của Hoàng làm là in out mọi người, là vừa ra xong mình vô mình tập trung chuyên môn mình làm. Mọi người nhìn Hoàng tập trung chuyên môn Hoàng vũ, nhưng mà thực chất á, là ở ngoài á behind the scene á mọi người, là Hoàng nói chuyện Hoàng giỡn rất là vui luôn mọi người. Tại vì Hoàng quay là Hoàng tắt cái tiếng thôi, nếu mà có tiếng là Hoàng vừa làm nhanh vậy mà vừa nói chuyện đó mọi người. Nói chung á là học cái cách này của Hoàng rồi là mình làm cảm thấy rất là relax luôn mọi người, cho dù khách khó cũng đỡ cho mình luôn. Những cái bộ tay này 65 đô mà làm trong vòng 15-20 phút thôi, rất là relax luôn. Đó, bởi vì mọi người phải tập cách đắp bột rồi giống như đắp bột dũa ít mọi người. Người thấy Hoàng tập trung chuyên môn không? Nhìn có thể mọi người nghĩ là Hoàng chỉ cần làm thôi không có nói, nhưng mà thật ra behind the scene đó mọi người, đằng sau là Hoàng nói dữ lắm, Hoàng làm là Hoàng rất là relax luôn mọi người, là Hoàng thích nói, giống như nói cho nó qua lẹ thời gian mọi người, chứ Hoàng không có thích mà làm mà
Tại vì Hoàng thì làm 7 ngày một tuần mọi người. Thì Hoàng quá thích giống như là lúc nào mình cũng phải làm hết. Nhưng mà Hoàng thích vừa làm vừa nói chuyện vừa thoải mái này nọ, là cái đó là tính cách của Hoàng mọi người. Đó. Nhanh gọn lẹ dễ kiếm tiền nha. Đó, hôm qua thì ai mà yêu mến Hoàng á, thì xem video của Hoàng á, thì có thể comment ở bên dưới hoặc là like tim cho Hoàng nha, đăng ký kênh giúp Hoàng để Hoàng có một chút xíu động lực nào đó Hoàng làm thêm nhiều video nữa để cho mọi người xem nha. Rất là nhanh luôn mọi người. Ở trên tay của người khách dính dính bột mọi người thấy không? Hoàng lấy cái máy Hoàng chạy luôn đó, rất là dễ luôn, không có gì khó khăn hết mọi người đó. Rồi xong, bây giờ vỗ sếp nó lại nè, nó cho nó ôm sát vô. Mấy cái kiểu này thì rất là dễ luôn mọi người, rất là dễ lấy tiền, lụm tiền luôn. Đó. Khu ai mà khách mà đông á mọi người, giống như mà lấy giá rẻ mà khách lúc nào cũng đông á, thì học những cái cách này mọi người. Bảo đảm luôn, làm một ngày á mà khách đông này họ làm chắc khoảng 800 trở lên á một ngày á mọi người, chưa chia nha. Đó. Ôm sát vô. Nhanh vỗ cũng tốc độ nha. Đó, máy tay này của khách rất là dày luôn, mình vỗ không có sợ cắt đứt mọi người. Rồi chổng cái tay của người khách lên vỗ V-square nha mọi người. Khách ở đây không có thích round một chút xíu nào luôn mọi người, 10 người là hết 9 người thích V-square. Đó, móng nhọn á, là thật là nhọn, vuông là thật là vuông mọi người. Đó, để cây dũa lên là dũa. Đó. Mọi người thấy Hoàng dẫn làm mà mình phải có một chút xíu relax ở trong đó mọi người thấy không? Đó, real square là vuông mà vuông góc luôn mọi người. Xong bây giờ Hoàng bóp phờ sơn top coat là lụm 65 đô easy luôn nha mọi người. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha mọi người. Bye bye mọi người.